Bài thứ 9 tiếp theo. D. Thất Bồ Đề Phần. Mở đề. Thất Bồ Đề Phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn ngũ lực. Sở dĩ Đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ từng người, ai hợp pháp môn nào thì tu pháp môn ấy. Những pháp môn này về tên gọi, về chi tiết thì có khác nhau, nhưng về đại thể, về tinh thần thì có nhiều chỗ giống nhau. Vì thế chúng ta sẽ thấy trong pháp môn Thất Bồ Đề Phần có nhiều điểm giống như trong Tứ Như Ý Túc hay Ngũ Căn Ngũ Lực. B. Chánh Đề. Phần 1. Định nghĩa Thất Bồ Đề Phần. Bồ Đề do phiên âm chữ Phạn Bodhi mà ra. Người Trung Hoa dịch là giác đạo hay đạo quả giác ngộ. Phần là từng phần, từng loại. Thất Bồ Đề Phần là bảy pháp tu tập tuần tự hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề, hay bảy pháp giúp người tu hành thành tựu đạo quả đại giác. Nó cũng có tên là Thất Giác Chi. Giác tức là Bồ Đề, còn chi tức cũng như phần vậy. Thất Giác Chi tức là bảy nhánh, bảy phương tiện đi đến đích giác ngộ. Phần 2. Thành phần và nội dung của Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần gồm có: 1. Trạch Pháp. Trạch là lựa chọn, pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành. Trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu, pháp dữ để tránh. Trong sự tu tập, nếu ta không có trí phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói, trong lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không là mê tín. Đức Phật có dạy, hãy dùng trí huệ suy nghiệm giảng trạch các pháp, rồi sẽ tin thọ thực hành theo. Nếu tu lầm, tin chả, điều đó còn nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành. Vì vậy, Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ giải thoát, không phải nghe ai bảo gì tin nấy, không phải tự bảo một cách bừa bãi, đạo nào cũng tốt cả, không phải dung hòa Phật giáo với ngoại đạo. Trái lại, Phật tử cần sáng suốt để phòng sự đánh lộn sòng của các ngoại đạo, sự xuyên tạc xảo quyệt để làm mất lòng tin sáng suốt của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, phân biệt chánh tà chân ngụy, phải thường dùng trí huệ mà giảng trạch cả những pháp ở ngoài và những ý tưởng chơn vọng của tâm để tu, để đoạn. 2. Tinh tấn. Nhưng một khi đã lựa chọn được pháp môn chân chính để tu rồi thì phải tinh tấn, nghĩa là luôn luôn dũng tiến trên bước đường tu tập, không quản ngại gian lao khó nhọc, không khiếp sợ, không thối chuyển, không tự mãn tự cao mà bỏ dở mục đích chưa đạt được, như đã nói ở bài ngũ căn. 3. Hỷ. Nghĩa là hoan hỷ. Nhờ tinh tấn tu hành nên đoạn trừ dần được phiền não, thành tựu vô lượng công đức, do đó sanh tâm hoan hỷ và phấn chí tu hành. 4. Khinh an. Khinh là nhẹ nhàng, an là an ổn. Nhờ sự tinh tiến tu tập nên thân tâm được thanh tịnh, do đó người tu hành cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, khinh an, như đã trút được gánh nặng dục vọng mê mờ. 5. Niệm. Cũng như chữ niệm trong mấy bài trước, nghĩa là thường ghi nhớ chánh pháp để thực hành. Tâm niệm ta nếu không thường nhớ chánh pháp, tất nhiên tạp niệm phát sanh, phiền não tăng trưởng. Cũng như một đám đất nếu không trồng hoa thì cỏ mọc. Vì thế người tu hành cần phải để tâm ghi nhớ chánh pháp, đừng cho sao lãng buông lung nghĩ bậy. 6. Định. Cũng như chữ định ở mấy bài trước, nghĩa là tâm chuyên chú tập trung vào pháp mình đang tu. 7. Xả. Nghĩa là bỏ ra ngoài, không vướng bận. Xả tức là hành xả tâm sở, một trong 11 món thiện tâm sở. Hành xả nghĩa là thế nào? Người tu hành nhờ trí sáng suốt, nhận biết thọ là khổ, nên không nắm giữ một thứ gì hết, dù quý báu bao nhiêu. Ngay trong sự tu hành cũng vậy, họ không trụ trước ở các pháp mình đã tu, đã chứng,
Trái lại, họ luôn luôn xả bỏ những gì mình đã đạt đến để tiến triển trên bước đường đi đến giải thoát. Nếu người tu hành cứ mãi say đắm vào quả vị mình đã chứng thì suốt đời sẽ bị trầm một nơi đó, không bao giờ có thể tiến lên để đạt thành đạo quả vô thượng bồ đề. Kinh Kim Cang Sớ có nói: người tu hành phải như người nương thuyền qua sông. Khi thuyền đã cập bến, nếu ta không biết bỏ nó để lên bờ thì đừng hòng đến đâu và biết gì được. Người muốn thành đấng siêu việt tự tại cần phải khước mọi đắm say. Pháp hành xả này giúp chúng ta thành tựu sự siêu thoát ấy. C. Kết luận. Tóm lại, người tu bảy pháp Bồ Đề Phần này chắc chắn sẽ được bốn kết quả quý báu sau đây. 1. Tất cả pháp ác đều được tiêu trừ. 2. Tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng. 3. Vì thường tu thiện đoạn ác nên luôn luôn được an lạc, không bị đau khổ. 4. Sẽ chứng thành Phật quả. Bài thứ 10. Đạo Đế Nirodha Gama Dukha. Tiếp theo, Bát Chánh Đạo. Mở đề. Trong 37 món trời đạo, Bát Chánh Đạo là một pháp môn thường được coi như là pháp môn chính, được nhắc nhở đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Đạo Đế là người ta liên tưởng đến Bát Chánh Đạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng Đạo Đế với Bát Chánh Đạo là một. Sở dĩ Bát Chánh Đạo được xem là pháp môn chính của Đạo Đế vì pháp môn này rất đầy đủ, có thể bao gồm được các pháp môn khác của Đạo Đế. Nó rất phù hợp với mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi phương sở. Đối với Tiểu Thừa cũng như Đại Thừa, người phương Đông cũng như phương Tây, ai ai cũng đều công nhận giá trị hoàn toàn cao cả của Bát Chánh Đạo và đều áp dụng pháp môn này trong sự tu hành của mình để đoạn trừ phiền não, khổ đau, hầu bước lên con đường giải thoát, an vui, tự tại. Chánh đề. Định nghĩa Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 8 con đường ngay thẳng hay 8 phương tiện màu nhiệm đưa chúng sinh đến đời sống chí diệu. Người ta cũng có thể dịch nghĩa Bát Chánh Đạo là con đường chánh có 8 ngánh để đưa chúng sinh đến địa vị thánh. Cũng có khi người ta gọi Bát Chánh Đạo là Bát Thánh Đạo vì cái diệu dụng của nó sau đây. A nhỏ, những kẻ phàm phu học đạo noi theo pháp môn này mà tu thì khỏi lầm lạc vào nẻo nguy hiểm, lần hồi sẽ chứng được quả hiền thánh. B nhỏ, những bậc hiền thánh nương theo 8 phương tiện này thì sẽ đi đến cảnh niết bàn. Bát Chánh Đạo gồm có: 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Nội dung và giá trị mỗi thành phần của Bát Chánh Đạo. Một nhỏ, chánh kiến. Chánh là ngay thẳng, đúng đắn. Kiến là thấy, nhận biết. Chánh kiến hay chánh tri kiến là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng, công minh, đúng với sự thật khách quan. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy, không lấy trắng làm đen, xấu làm tốt, dở làm hay, hay trái lại. Sự nhận xét sự vật của người ấy không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Và khi đã biết cảnh giả vật dối thì mắt không chăm, tâm không chú. Còn khi rõ biết cảnh vật thật, lời lẽ chân thì chuyên tâm vào sự lý chân thật
làm cho đèn huệ sáng ngời. Tiền trần không phương che ám được. Hai nhỏ, chánh tư duy. Tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét. Nó thuộc về ý thức. Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân chánh, tư tưởng đúng với lẽ phải. Người tu theo phép chánh tư duy thường xét nghĩ đạo lý cao siêu, suy tìm thể tánh nhiệm màu, biết xét những hành vi lỗi lầm, những ý nghĩ sống xa để sám hối, biết suy nghĩ về ba món vô lậu học, giới, định, huệ để tu giải thoát, biết suy xét vô minh là nguyên nhân đau khổ, là nguồn gốc của tội ác, và tìm phương pháp đúng đắn để tu hành hầu giải thoát cho mình và cho người. Ba nhỏ, chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Người tu theo chánh ngữ không bao giờ nói sai, không thiên vị, thấy dở, nói hay, không xuyên tạc. Nghe một đường, nói một ngã. Người theo chánh ngữ rất thận trọng lời nói. Trước khi muốn nói gì, phải suy nghĩ coi có lợi ích và chân thật không. Xưa Đức Khổng Tử vào viếng chốn cổ miếu, thấy bức tranh họa một hình người bị kẹp miệng ba lần. Ngài dây lại dạy môn đệ phải cẩn thận lời nói. Ngày xưa, trước khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có đệ tử hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, người đời sau gặp nhiều sách vở ngoại đạo không sao phân biệt với kinh Phật, như thế biết tin theo lời nào tu? Phật dạy: Chẳng luận là lời nói của ai, biển lời ấy đúng sự thật, hợp chân lý thì cứ tin theo mà tu. Vậy phàm những lời nói đúng lý, hợp lẽ, có lợi ích cho toàn thể chúng sinh là chánh ngữ. Những lời nói ấy chúng ta phải tin theo và tập nói cho đúng như thế. Bốn nhỏ, chánh nghiệp. Nghiệp là do người Trung Hoa dịch chữ Phạn Kama mà ra. Nghiệp hay Kama nghĩa là hành động tạo tác. Chánh nghiệp là hành động, việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật. Người theo đúng chánh nghiệp là người luôn luôn thận trọng, giữ gìn mọi hành động của mình để khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh phúc, tánh mạng của người khác. Hơn nữa, người theo đúng chánh nghiệp bao giờ cũng tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình, luôn luôn hành động có lợi cho mọi người, mọi vật, và nếu cần có thể hy sinh quyền lợi hay tánh mạng mình để giải thoát nỗi đau khổ cho người khác. Ngoài ra cũng gọi là chánh nghiệp khi dùng trí huệ để quán tưởng những pháp chân chính, hoặc ngồi thiền niệm Phật, hoặc trì tụng kinh hành để giữ gìn thân, khẩu, ý, ba nghiệp cho thanh tịnh. Năm nhỏ, chánh mạng. Mạng là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện trong sạch của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời có ý nghĩa, lợi mình, lợi người, xứng với bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi sống bám vào người khác. Người theo chánh mạng sống đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan, và biết thân tứ đại vốn vô thường, nên lấy tịnh giới làm thể, lấy trí tuệ làm mạng, bỏ niệm vọng cầu, an vui với chánh pháp. Sáu nhỏ, chánh tinh tấn. Chữ tinh tấn ở đây cũng cùng nghĩa như tinh tấn đã nói trong bài trước, nghĩa là chuyên cần, siêng năng, thẳng tiến mục đích đã dạch sẵn, không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh tấn là chuyên cần, siêng năng làm việc chánh nghĩa, lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật. Người theo đúng chánh tinh tấn trước tiên bao giờ cũng hăng hái sửa mình, cương quyết bài trừ những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hành lành,
xem bài tứ chánh cần. Người theo đúng chánh tinh tấn, dũng mãnh tiến lên trên đường đi đến giải thoát, cho đến lúc nào đạt được mục đích cao cả cùng tột ấy mới thôi. Xem đoạn tấn căn trong bài ngũ căn. Nói tóm lại, người theo đúng chánh tinh tấn quyết tạo nghiệp vô lậu xuất thế gian, lấy chánh trí làm bánh lực, lấy niết bàn làm chỗ quy hướng, một lòng chẳng trễ, muôn kiếp không dời, quyết gắng công phu định thành đạo quả, để trước tự độ, sau hóa độ chúng sanh. Bảy nhỏ, chánh niệm. Niệm là ghi nhớ, cũng như nghĩa chữ niệm ở các bài trước. Chánh niệm là ghi nhớ đến những điều hay, lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình, cho người, những đạo lý chân chính, quý trọng, cao siêu. Chánh niệm có hai phần. A nhỏ, chánh ức niệm, là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm để thành tâm sám hối, và nghĩ nhớ đến tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân chúng sinh và ân tam bảo để lo báo đền. B nhỏ, chánh quán niệm, là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, tật bệnh, mê mờ mà chúng sinh đang mắc phải, để mở rộng lòng thương yêu và quyết ra tay cứu độ. Người theo đúng chánh niệm thường quán sát cảnh chân đế, năng tưởng niệm các pháp trợ đạo, bất luận ở đâu và làm gì cũng nhớ nghĩ đến cái quả vô lậu xuất thế gian, dù trải qua bao nhiêu số kiếp cũng không thối tâm sao lãng. Tám nhỏ, chánh định. Chữ định ở đây cũng đồng nghĩa như những chữ định trong các bài trước, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì để thấy cho rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và người. Người theo đúng chánh định thường tập trung tư tưởng để quán sát những vấn đề chính sau đây. Quán thân bất tịnh, bất tịnh quán, tức là quán tưởng thân không thanh tịnh, để trừ tham dục, si, ái. Xem lại đoạn quán thân bất tịnh trong bài Tứ Niệm Xứ. Quán từ bi, từ bi quán, là quán tưởng tất cả chúng sinh đều là một chân tâm, bình đẳng không khác, để đoạn trừ thù hận và mở rộng lòng thương yêu để cứu độ chúng sinh. Quán nhân duyên. Nhân duyên quán là quán tưởng tất cả pháp hữu hình như muôn vật, vô hình như tâm niệm, đều là giả hợp duyên nhau mà có, chứ không có một cách chân thật, không trường tồn, để đoạn trừ ngu si pháp chấp. Quán giới phân biệt. Giới phân biệt quán nghĩa là phân biệt và quán tưởng sự giả hợp của 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, để thấy không thật có ngã pháp, ngõ hầu diệt trừ ngã chấp pháp chấp. Quán hơi thở. Sổ tức quán nghĩa là quán tưởng bằng cách chuyên chú đếm hơi thở ra vào để đổi trị sự tán loạn của tâm thức. Kết luận. Như đã nói ở đoạn mở đề, bát chánh đạo là pháp môn rất được thông dụng. Sự thông dụng này sở dĩ có được là nhờ lợi ích thiết thực và quý báu của nó đối với đời sống cá nhân của người tu hành, đối với xã hội và đối với đời sống tương lai. Có thể tóm tắt những lợi ích hay công năng của bát chánh đạo trong 3 điểm sau đây. 1. Cải thiện tự thân. Nếu con người chuyên tu theo 8 đường chánh này thì sửa đổi được tất cả mọi sự bất chính, mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại của mình, như ý niệm mê mờ, ngôn ngữ đảo điên, hành vi sái quấy, đời sống vô luân. Khi những điều trên này đã được cải thiện thì tất cuộc đời riêng của mỗi người sẽ chân chính, lợi lạc và thiện mỹ. 2. Cải thiện hoàn cảnh. Nếu trong xã hội ai ai cũng đều chuyên tu theo 8 đường chánh này thì cảnh thế gian sẽ an lành, tịnh lạc, không còn chiến tranh sâu xé, giết hại lẫn nhau. 3. Sẽ chứng quả Bồ đề. Người chuyên tu theo 8 đường chánh này
không những có nhiều lợi lạc trong cuộc đời hiện tại mà còn gây tạo cho mình một tương lai tươi sáng, gieo trồng cho mình những hạt giống bồ đề để ngày sau gặt hái quả vô thượng niết bàn, đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tình. Vì những lợi ích quý báu như thế, chúng tôi xin khuyên mọi Phật tử hãy phát nguyện cương quyết tu theo Bát Chánh Đạo. Tổng kết về Đạo Đế. Chúng ta vừa biết qua nội dung của Đạo Đế hay 37 món trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, Bát Chánh Đạo. Phần Đạo Đế đã chiếm hết 4 bài trong 10 bài nói về tứ đế. Chỉ cái số lượng ấy cũng đủ nói lên sự quan trọng mà Đức Phật muốn dành cho phương pháp tu hành để chứng nhập Niết Bàn. Nhưng chúng ta đừng nên thấy quá nhiều pháp môn mà vội nản lòng thối chí. Vì căn cơ chúng sinh không đều, nên Đức Phật cần chế ra nhiều pháp môn để mỗi người có thể tùy theo căn cơ mình mà lựa pháp môn thích hợp để tu hành. Tất nhiên, một người có thể tu nhiều pháp môn nếu có đủ khả năng, trí tuệ, sức khỏe. Nhưng nếu không đủ điều kiện thì tu một pháp môn cũng được. Khi tu thành một pháp, các pháp kia đều thành, vì nó có nhiếp thuộc lẫn nhau, trợ thành cho nhau. Vậy Phật tử không nên ngã lòng thối chí. Với sự quyết tâm, với đức tinh tấn, chúng ta tuần tự tiến dần vào Đạo Đế, không lo sợ, không nghi ngờ, cũng không quá bồng bột, nóng nảy. Rồi đây, chậm hay nhanh, thế nào cũng phải đến đích. Hỡi quý vị Phật tử, mười phương các đức Như Lai đầu tiên đều nhờ các pháp môn này mà dần dần được viên thành Phật quả. Tất cả các thánh giả trong ba thừa đều nương vào đây để tu hành cho đến ngày đạt đích. Chúng ta, đàn con Phật, những người đang canh cánh ôm ấp bên lòng chí nguyện thành Phật để tự cứu độ và cứu độ chúng sinh, lẽ nào trong lúc Đức Phật đã vì lòng từ bi mà sửa soạn cho chúng ta mọi phương tiện, mọi hành lý để tiến lên đường giải thoát, chúng ta lại do dự, chần chờ hay thối thác? Vậy chúng ta hãy mau mau cất bước lên đường giải thoát.